Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, đó là giải thanh âm cao được tái tạo tính chép bởi cái chép VD6 về với anh Danh ở Đồng Nai ạ. Vâng, anh Danh là anh khách hàng cũ của bên em lấy khá là nhiều sản phẩm. Hôm nay anh quay trở lại với chép VD6. Vâng, anh Danh nhớ bên em đang test cho anh chép VD6 đấy ạ. Vâng, đây là họ cái dạng chép kèn. Họ họng được làm bằng màu đồng rất là đẹp. Đây là nhô gang đúc đấy ạ, rất là khỏe. Và đặc biệt cái này với mỗi một đôi VD6 bên em sẽ tặng cho các bác một cái tụ chống cháy. Không bao giờ cháy coi như chơi vô tư thì yên tâm luôn. Và đấu trực tiếp đằng sau loa, đằng sau đẩy đều chơi được ạ. Vâng, và đây là nhạc đang được tái tạo bởi đôi chép VD6 đấm tắt đi này. Vâng, đây là nhạc không có chép các bác nhá. Nhạc không có chép, bản thân loa đã có chép nhưng nó hơi yếu. Rồi chúng ta thêm một đôi chép rời bên ngoài vào thì cực kỳ hay. Bây giờ em bật lên này, thấy không ạ? Rất là sáng, cái bản nhạc sáng hơn rất nhiều. Đấy là cái cách chúng đang nghe trực tiếp để chúng ta so sánh. Ở đây cái dòng này là dòng của Thái Lan các bác nhé, made in Thái Lan luôn ạ. Vâng, ở Việt Nam cũng có nhưng cái bản Thái Lan nó nghe hơn rất nhiều bản của Việt Nam. Và tất cả những em đều tặng tụ. Và anh hỗ trợ chép vào rất hay. Đặc biệt là hỗ trợ cho những đôi loa hay cháy chép, và chúng ta những đôi loa thiếu chép chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái chép VD6 bên ngoài để nó tái tạo giải âm cao, nó hỗ trợ cho chúng ta bộ dàn nghe được hay hơn, chất âm sáng tươi sáng hơn ạ. Trông rất là khỏe. Em tắt đi này, tăng lên này. Đấy, các bác thấy không ạ, so sánh hay hơn rất nhiều các bác nhé. Vâng, họng gan đúc và ở phía trong đây có đầu đạn này, rất là khỏe, gấu. Vừa nghe rất chất âm hay, vừa trưng bày rất là đẹp. Vâng, thì anh Danh như hiện tại đôi chép VD6 của anh đang hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra trên như mình đóng hàng ạ. Còn sau cùng em chúc anh Danh và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.